cách đánh số thứ tự tự động ở trong Microsoft Excel. Ví dụ như ở đây, khi chúng ta xóa một số dòng, thì số thứ tự vẫn được tự động đánh lại như ở đây. Để làm được như vậy, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tại ô cần đánh số thứ tự, chúng ta sẽ có công thức như sau: bằng max của ô đứng ở phía trước, đó chính là ô A4. Sau đó chúng ta sẽ gõ dấu 2 chấm. Tiếp theo chúng ta sẽ cố định ô A4 ở phía trước, nhấn F4, đóng dấu ngoặc và cộng 1 và Enter. Tiếp theo chúng ta sẽ sao chép xuống các ô còn lại. Bây giờ khi chúng ta xóa một số dòng thì số thứ tự vẫn được đánh lại như ở đây. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cách đánh số thứ tự tự động ở trong Microsoft Excel.